Lan rừng bản đô minh lý xin kính chào tất cả mọi người nhé Tối hôm nay thì em tiếp tục đưa lên mặt hàng trâu của rừng Buôn Đôn Hoàng nhạn tháng 8 cam và hoàng nhạn tháng 4 của rừng Buôn Đôn Ngoài ra còn có những cái chậu phi điệp của rừng Buôn Đôn mọi người nhé Sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu H1 H1 đây một cây nhạn tháng 8 siêu đẹp luôn Cây nhạn tháng 8 đây mọi người nhé đẹp tuyệt vời luôn. Cây này ai chốt với giá là 650k. Em bao ship. H2. Tiếp theo một cây lá mít rụt rịt đang nở hoa đang nụ đây. Tiếc rằng là cái cây này cái lá này nó nứt một chút. Em bán xả cho mọi người với giá là 400k. Em bao ship, mọi người mua về làm giống nhá. Tiếp theo H3. H3 đơn này gồm có một cặp nhạn tháng 8 này hai cây cặp rất là to nhá hai cây đấy em bán theo cặp luôn ai chốt cặp này với giá là 950k em bao ship H4 tiếp theo cũng một cặp chân dài là mít một cây hai cây hai cây này ai chốt hai cây này thì hoa đã tàn hết rồi mọi người nhá hoa đã tàn hết rồi đấy báo trước cho mọi người như vậy hai cây nhãn tháng 8 là mít này với giá là 900k em bao ship H4 H5 tiếp theo một cặp luôn một cây đang hoa là mít trụ rịt cây thứ hai là xếp mít trụ rịt nhưng mà hoa đã rụng hết rồi đấy Cặp này ai chốt em để cho mọi người với giá là 700k. Em bao ship. H6. H6 đôi này em gộp luôn. Tổng thể luôn, gồm có một cây, hai cây. Cây đang nụ này, cây thứ hai. Cây thứ ba. Đấy. Cây mẹ nó bị con gì nó ăn mất rồi, còn cây con đây mọi người nhá. Hoa ra trên cây mẹ. Và cây thứ tư. Đấy. Bốn cây này Bình thường em bán một cây 300, 400 Hiện tại bây giờ em gộp Em xả cho mọi người Đơn này với giá là 1 triệu nhá 4 cây Em bao ship H7 H7 Đây một cây Trâu đẹp chưa Đẹp không tỉ vết luôn mọi người nhá một này 2 3 Cây này rất tiếc là cái lá này nó bị nứt một chút này cây lá mình nứt một chút nhá, đấy mọi người xem đây cây rất đẹp luôn ba cây này ai chốt em để cho mọi người với giá là 350k em bao ship tiếp theo h8 ba cây một hai ba đây, cây mít rụt rịt này sọc chỉ một đường rất là đã luôn ba cây này ai chốt với giá cũng là 350 Em bảo ship H9 Đơn này gồm có 3 cây Mít trụ rịt Một Một cây nhá 2 Mít trụ rịt luôn Và cây này cây thứ ba Cây này thì cái lá trên Bị nắng Nó táp ấy. Nắng lửa táp một trước á. Thế là bị cháy. Em cắt cái chỗ này. Đấy. Còn đẹp chán nhá. Mít rất lạ luôn. Ba cây này ai chốt với giá là 400k em bao ship. H10. Đây tiếp theo hai cây mít rất là to đẹp. Rất là to đẹp nhá. Một này. Mít đã chưa. Rất là đã luôn mọi người nhá. Một cây đấy tuyệt vời đẹp nhá và cây này cây thứ hai cây thứ hai tuyệt vời đẹp luôn hai cây này ai chốt với giá là 400 k em bao ship và tiếp theo của trâu to nữa thì đây có một cặp này nữa này cũng là rất là to đẹp nhá một cây này, mít rụt rịt đẹp tuyệt vời chưa đây Mọi người xem cái cánh tay lên như thế này là biết cái chiều to của nó như thế nào một gang này hai gang đấy mọi người xem nhá một cây cây này một hai ba ba cặp lá này. cây thứ hai tiếp theo cũng một cây lá mít rất là đã rất tiếc là cái cây này ở trên này thì bị anh em người ta làm bị rách mất một người tôi thì em bán xả cho mọi người một hai hai năm cặp lá cặp này rất là to đẹp luôn nhá ai chốt với giá là 500 k Em bao ship. H11. H12. H12. Đơn này gồm có một đơn mít. Một đơn là mít nhá. 10 cây tất cả mọi người nhá, 10 cây. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. 10 cây. Ai chốt 10 cây này là mít nhá. Với giá là 350k, em bao ship H12. H13. Đơn này gồm có 15 cây trâu lá xếp. Đây, 15 cây. Đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người. Đẹp nhá. Với giá là 350k. Em bảo ship. H14, đơn này cũng là 15 cây. 15 cây. Rất là đẹp nhá. Cả lá mít, cả lá xếp. Đây, đơn này thì là ngắn, là nhiều. Với giá là 350k. Em bảo ship. 15 cây. H15, đơn này cũng là 10, Đơn này hình như 10 cây thì phải cho em ghi nhầm À không phải, đơn này cũng là 15 cây 15 cây nhá Đấy 15 cây Hàng rất đẹp 15 cây nhá Tổng thể 15 cây Ai chốt đơn này Với giá cũng là 350k Em bao ship Phiếu này thì phiếu cũ Tiếp theo H16 Đơn này gồm có 10 cây. 10 cây rất đẹp. 10 cây rất đẹp nhá. 10 cây này đảm bảo chất lượng cho mọi người. Đấy, số lượng và chất lượng 10 cây này với giá là 350k. Em bảo ship. H17. Tiếp theo, đơn này gồm có 15 cây. 15 cây nhá. Hàng lá mít rất là nhiều luôn. Lá mít là xếp nhưng mà hầu như lá mít rất nhiều. 15 cây này đảm bảo số lượng và chất lượng với giá là 350k em bao ship H18 đơn này gồm có 20 cây 20 cây cũng là lá mít lá xếp đầy đủ hết nhá 20 cây đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người 20 cây này với giá cũng là 350k em bao ship và H19 đơn này gồm có 40 cây 40 cây nhá hàng giống 40 cây hàng giống Đảm bảo số lượng và chất lượng cho mọi người nhé 40 cây này với giá cũng là 350k Em bao ship H19 H20 Đơn này gồm có 5 cây nhạn Nhạn thằng Tư mọi người nhé Nhạn thằng Tư Đây Hầu như là lá mít 5 cây này em chọn Chọn lọc lá mít em mọi người nhé 5 cây lá mít này Với giá là 300k 300k Em bao ship H20 H21 đơn này cũng là 5 cây lá mít Cũng là 5 cây lá mít nhá Mọi người xem 5 cây lá mít rất đẹp luôn Tổng 5 cây này Ai chốt cũng có giá là 300k Em bao ship 300k bao ship nhá H21 H22 Đơn này cũng là 5 cây Rất là to Rất là to luôn Cả lá mít lá xếp rất là đẹp nhá Rất là đẹp 5 cây này với giá cũng là 300k em bao ship. H22. H23, đơn này gồm có 7 cây. 7 cây nhá. Đây. 7 cây rất đẹp luôn. 7 cây này với giá cũng là 300k. Em bao ship. H23. H24, đơn này cũng là 7 cây. 7 cây. 1 2 3 4 5 6 7 7 cây này cũng là 300k Em vào ship H25 là đơn cuối cùng Đơn này cũng là 7 cây 1 2 3 4 5 6 7 7 cây 7 cây này với giá cũng là 300k Em vào ship Đấy Nhận tháng tư em bán đồng giá 300k hết toàn bộ 2, 4, 6 đơn nhé. Đấy là tổng toàn bộ tất cả các đơn hàng Chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn À suýt quên Đây là những cái chậu phi điệp em trồng tại vườn nhá. Ai có nhu cầu thì em để cho mọi người với giá là một chậu 150k hai chậu thì 250 3 chậu 350 4 chậu 450 Và 5 chậu thì để 500 Em bao ship cho mọi người nhé. Đấy, Phi điệp tại nhà luôn rồi đấy là tất cả các cái đơn hàng chiều nay em đưa lên cho mọi người nhé ai lựa chọn được đơn nào thì mọi người cứ gọi điện cho em cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hẹn mọi người ở clip sau thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại